Trước mặt cô chú chị mình đây là đường tỉnh lộ 329 ha. Giao thông trên cung đường này thì cũng tương đối là tấp nập hả chị. Đó. Và sẵn đây em Điền sẽ giới thiệu tới cô chú chị một bất động sản rất là gần đây anh chị. Diện tích của nó là 10642, có sẵn là 100 thổ cư luôn. Đường nhựa ha, đường nhựa khu dân cư đông luôn anh chị. Đó, và hướng trước mặt đây là cái hướng mình đi vào Hòa Hiệp cũng như là đi được biển Bình Châu ha. Ngay chỗ đây là ngay trung tâm luôn. Cách chỗ Trung Đức mình thì cách trung tâm này khoảng vài trăm mét thôi ha. Ngay đây là trường trung học cơ sở, và kế bên trường học trung học cơ sở là đi vào là trường trung học cơ sở trung học phổ thông. Và hướng này thì mình sẽ đi ra được thị trấn Phước Bửu cũng như là trung tâm huyện ha. Khoảng đâu đó là 10 cây số anh chị ha. Ở khu dân cư buôn bán sầm uất ha. Đó. Cũng là em giờ này em Điền quay thì cũng là sắp tới giờ tan trường của hai trường này ha. Nói chung là mẫu giáo cũng gần đây, nói chung là chỗ này là vừa chợ, vừa trường học các cấp và những kinh doanh nhỏ lẻ ha. Thuốc tây này kia ha, vân vân, có rất là nhiều đầy đủ. Bây giờ em Điền sẽ đứng từ đây và làm vạch xuất phát đi vào bất động sản mình cho cô chú chị mình dễ hình dung được nhất. Ở ngay vị trí này là vị trí cầu 3 xã Hòa Hội. Nếu mà cô chú chị nào mà rành về cái huyện Xuyên Mộc cũng như là rành về cái xã Hòa Hội á, thì nói tới cầu 3 chắc cô chú chị nào cũng biết. Đây, đây là đường đi vào trung học phổ thông ha. Đó, này, quán cơm xá, quán xá này kia rất là đông. Bất động sản mình thì chạy ra ngoài tỉnh lộ 329 này thì cũng vài trăm mét thôi. Đã tới đây thì mình sẽ gặp một cái ngã ba ha. Ngã ba đường này là đường liên xã anh chị. Nói chung là đường này mình sẽ thông qua tới là xã Hòa Bình anh chị ha. Cung đường này sẽ thông qua xã Hòa Bình, dân địa phương ở đây kêu là đường liên xã anh chị ha. Và trong này thì cũng sẽ có gặp những cái hàng quán nữa, cà phê rồi trường học nữa anh chị ha. Trong này là trường mầm non anh chị, trường mầm non. Và những quán xá này trong này rất là nhiều. Đây là ấp văn hóa anh chị ha. Dân cư ở đây đông. Tuyến đường liên xã này thì cũng tương đối là rộng anh chị, khoảng 8 mét. 8 mét là mặt tiền nhựa, còn vỉa hè nữa là khoảng hơn 10 mét anh chị ha. Mình chạy từ 329 đi vào khoảng 300-400 mét thôi anh chị. 300-400 mét và mình sẽ gặp một cái ngã ba nữa, mình sẽ rẽ bên tay phải đi vào anh chị. Đó. Tới đây dân cư vẫn còn đông anh chị ha. Mình sẽ rẽ vào bên tay phải mình ha. Đó, đường nhựa rất là đẹp luôn anh chị ha. Đường nhựa mới trải luôn, dày cộm luôn anh chị, cực kỳ chất lượng. Và có hai bên nữa là hai bên mương nước, rãnh thoát nước hai bên. Này, vào đây vẫn còn khu dân cư đông anh chị ha. Đó, rồi bây giờ em Điền cũng đã đến được cái bất động sản của mình. Cũng tương đối là gần anh chị ha. Thì em Điền chạy thì cũng chạy từ từ thôi để mà cô chú chị mình có thể dễ quan sát. Thì từ đó vô em Điền chạy khoảng là 2 phút anh chị. Nhưng mà nếu mà em Điền chạy nhanh nữa thì chắc khoảng được 1 phút thôi, là chạy tới từ tỉnh lộ 329 đi vào đây khoảng 1 phút. Xin mến chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Điền Bất Động Sản. Em là Điền đây ha. Trước mặt cô chú chị mình có thể thấy ha, mặt tiền đường nhựa láng o luôn, mới trải. Đó, rộng khoảng là 8 mét, kể cả vỉa hè mương nước luôn ha. Ô tô né nhau thoải mái anh chị. Đó. Chỗ này thì khu dân cư là đông rồi anh chị. Đó. Còn vài ngày nữa thôi là tới cái lễ là 30 tháng 4 giải phóng miền Nam rồi. Thì em Điền cũng tranh thủ quay để mà
tranh thủ qua những bất động sản giá rẻ ha, giá đầu tư để mà cô chú chị có thể xem, và sẵn tiện lễ mình đi xuống biển Hồ Tràm chơi du lịch, cũng như là đi suối nước nóng Bình Châu, biển Bình Châu chơi ha. Có thể tạt ngang qua đây, ghé ngang qua đây xem, tham khảo bất động sản của em Điền giới thiệu tới đây nhé. Hồi nãy em Điền đi từ ngoài kia đi vô ha, đường ngoài kia là đường Liên Xã, trục chính đi Liên Xã ha, đi tay trái mình đi ra ngoài 329 hồi nãy em đi đó, thì đi tay phải mình sẽ đi qua tới xã Hòa Bình anh chị đó. Nói chung là giao thông rất là thuận tiện ha, đường xá ở cái khu vực Bà Rịa Vũng Tàu thì khỏi phải nói rồi đó, như cô chú chị cũng đã thấy nè, nhìn là cô chú bị anh chị biết liền đường này mới trải xong ha. Đó, trước là đường này đường đá, trong sổ vẫn là đang là đường đá luôn đó, nhưng mà hiện tại là đã đường nhựa rồi anh chị ha. Ở đây thì làm hạ tầng giao thông rất là nhanh đó, xung quanh đây thì khu dân cư hiện hữu, điện nước thì đang là sử dụng điện, đang có lưới lưới điện 220V đi qua ngang qua thôi, nhưng mà lưới điện 3 pha thì ngoài kia là có rồi, đã có rồi ha, đi vào cũng rất là gần. Khu vực này thì đã xài nước sạch rồi anh chị ha, nước máy đó. Còn mà cô chú chị mà muốn khoan giếng nữa thì rất là dễ anh chị ha, khoan khoảng mười mấy mét nữa là có nước rồi đó. Nói chung là mình muốn sử dụng nước gì thì mình sử dụng ha đó. Rồi bây giờ em Điền sẽ quay vào vấn đề chính ha. Hiện tại bất động sản mình ngay đây ha, ranh từ bên này qua đó, ranh móc rõ ràng, cột chôn đầy đủ ha, ngang 10 sâu là 40, có sẵn là 100 mét thổ cư anh chị ha. Đó, sâu vào trong rất là sâu anh chị nha, khoảng là hơn 420 mét vuông, cũng tương đối là rộng, rất thích hợp cho cô chú chị mình xây nhà làm nghỉ dưỡng ha. Trồng rau trồng trọt, nói chung là trừa sân vườn vô tư anh chị ha. Xây nhà khoảng 100 mét vuông thôi, còn lại là hơn 300 mét vuông là mình làm vườn tược ha, làm sân này kia vân vân, diện tích rất là rộng, cũng tương đối là rộng, không không rộng lắm ha, tương đối là rộng đó. Và bất động sản mình là đang có hướng là hướng tây bắc các chị ha, buổi chiều thì cũng hơi chói nắng một chút xíu, nhưng mà cô chú chị mình có thể làm vườn. Làm vườn thì mình sẽ trồng những cái cây, hai cây bự ha, cây bự ở trước cái cổng nhà mình, thí dụ trồng ngay đây ha, hai cây bự thôi là có thể che được cái nắng buổi chiều oi bức của mình rồi, là có thể mát luôn cái bất động sản của mình đó. Hiện tại cái mùa này mùa khô thì cô chú chị thấy cái đất nó hơi khô cằn ha. Đây bên này, như những bên này thì đây, những cái cỏ những cái cây khô hết ha đó. Do là không do cỏ thôi, người ta để vậy thôi, nhưng mà thật sự nếu mà cô chú chị mà chăm chút như vườn tược, mình làm vườn mình chăm chút thì bất động sản mình sẽ xanh tươi như bên này ha. Chắc ở bên này thì đa số tưới là tưới bằng nước giếng anh chị, nước giếng khoan, thì tất nhiên là nước giếng sẽ tưới tốt hơn là nước máy rất là nhiều ha, có nhiều dưỡng chất ha đó. Từ vị trí này á thì đi ra ngoài kia thì khoảng vài trăm mét, hồi nãy em đi cũng có mô tả rồi, ra ngoài đó là coi như là trường học các cấp này kia nằm ngoài đó ha. Và đi ra, di chuyển ra chỗ huyện Xuyên Mộc, trung tâm huyện cũng như là thị trấn Phước Bủ á, khoảng là hơn 10 cây số chút xíu, khoảng 11-12 km đó chị. Đi xuống biển Hồ Tràm thì khoảng đâu đó là 20 km đó chị. Nói chung là vị trí này thì cũng không gần biển cho lắm ha. Em Điền thì mô tả chi tiết thực tình nhất để mà đưa đến cái người xem là thực tế nhất anh chị ha. Đây đi vào đây thì dân cư vẫn có nha, vẫn đông, nhưng mà đi thẳng tới cuối là lại đường cục rồi anh chị. Em Điền cũng nói thật luôn, chia sẻ thật với cô chú chị là tới cuối đường là đường cục anh chị ha đó. Và vấn đề về vấn đề quy hoạch thì bất động sản này đất sạch anh chị, có sẵn 100 thổ cư, nhưng mà cô chú chị mình có thể lên thêm thổ cư được anh chị ha. Phủ hồng toàn bộ đất mình thì đang là quy hoạch đất ở tại nông thôn ha, lên vi vu ha, mình muốn lên bao nhiêu thì cũng được anh chị ha. Đó, tùy theo nhu cầu sử dụng của cô chú chị mình. Xây nhà ở dưới khu vực xã thì cũng không cần xin giấy phép xây dựng anh chị ha. Em Điền cũng có nói nhiều trên những video clip trước rồi.
thì em Điền cũng nhắc lại một lần nữa là giấy phép xây dựng chỉ đối với lại thị trấn Phước Bủ thôi ha, những cái đất mà nằm trong đất ở đô thị, à đất ở tại thị trấn á mới cần xin giấy phép xây dựng thôi. Còn như đất xã, đất nông thôn á thì mình chỉ cần có thổ cư là mình xây dựng được rồi anh chị ha. Và thậm chí ở đất nông thôn thì không có thổ cư vẫn xây được, nhưng mà xây kiểu xây chui thôi, nhưng mà cơ quan chức năng cũng không không có dòm ngó tới luôn anh chị đó. Miễn sao mình xây dựng dưới 7 tấm là được ha. Đất xã mình xây dưới 7 tấm là mình xây thoải mái rồi, không cần phải xin giấy phép xây dựng đó. Từ Sài Gòn mà cô chú chị mình di chuyển về đây thì mất khoảng đâu đó là 2 tiếng rưỡi đồng hồ thôi anh chị ha. Mình đi cao tốc, và trong huyện Xuyên Mộc mình đang xây dựng những tuyến đường thông thương và những tuyến đường mà mở gần đây ha, như là đường DT 991 ha. Mình sẽ đường đó mình sẽ thông ra đường Xuân Sơn ha. Xuân Sơn, Sơn Bình này kia là bên Châu Đức đó, thì cô chú chị mình có thể di chuyển từ Sài Gòn về Châu Đức và đi thẳng về đây luôn ha. Thường thường những tuyến đường hiện hữu á, mình sẽ đi về đây bằng cung đường là Suối Rau, đi đường Suối Rau mới bắt đầu chạy vào đây được ha, hoặc là đi đường như Điền Liên Xã này, đường Liên Xã đi đường Hòa Bình nè, đi qua đây cũng rất là gần đó, giao thông thuận tiện. Rồi bây giờ em Điền cũng báo giá luôn ha. Tổng bất động sản mình là 10m642 có 100 thổ cư, giá đang cần bán là 880 triệu anh chị ha. Tất nhiên là giá này sẽ có thương lượng, nhưng mà giá này quá rẻ luôn anh chị đó. Rồi em Điền cũng xin cảm ơn cô chú chị đã xem hết video clip của em Điền nha. Em Điền xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú chị những clip sau. Xin chào ạ.